Dạo này Facebook nó cứ bị dân mà ngoài Úc hoài giống như em viết kịch bản cho Úc tự đó, giống như là chắc Úc không có hát tặng cho mọi người được nữa rồi đó. Không có ra ngoài được á, thì ví dụ ở nhà nấu nước mình uống, ăn uống gì đó vậy đó, không gì bận rộn. Ví dụ như mình vẫn đang có đó tiền dụng, ăn là được, đi đâu cũng là được. Lúc bận quá không biết là không nhiều muốn ăn thì cái hay như mì có thể uống cà phê uống trà. Facebook uống sao mà nó cứ bị văng ra ngoài rồi. Em tại vì cái ca đưa đi vô mừng cái ca chị đó là cái nắp cho em Vân Nguyên cho chị Vân mình gỡ ra nắp rồi nên gì? Nó rất là tiện lợi cho mấy người lớn tuổi á. Sorry cả nhà nha, không có hát tặng mọi người được. Còn nhựa thì nhựa nguyên sinh á, chứ không phải là nhựa tái chế. Em cũng quản cái đó cho chị. Cái đó thì trong lúc mình làm cái clip xong nó cái thu âm á, nghe đọc lên bên không có nhiều bài mới xong, giống như cái sản phẩm hiện ra sản phẩm cái đọc có lời bình trên đó. Mỗi lần hát cái là nó bị văng ra ngoài à, không biết là sao nữa. Chế nước nó cũng không bị tràn. Đây mình lấy mail thì chị cho em cái Úc đang đi bàn công việc nè. Rồi công dụng. Anh đạo diễn và chị gái không nữa. Ưu điểm của nó là gì gì chứ nó cho. Để Úc sẽ tìm hiểu tại sao Facebook nó cứ bị mỗi lần livestream cứ bị văng ra ngoài nha. Có gì hôm nào Úc sẽ tâm sự hát tặng cho cả nhà tiếp. Cái bye. Có như vậy.